Chào các bé. Các bé ơi, bây giờ chúng mình sẽ học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con bò. Con bò. Con bò kêu thế nào? Lông của nó có màu gì? Lông của nó có màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ. Con bò có mấy chân? 1, 2, 3, 4. Con bò có 4 chân. Con bò có 2 tai, 2 mắt, 1 cái mũi, 2 cái sừng. Con bò có 2 tai, 2 mắt, 1 cái mũi, 2 cái sừng. Cái mũi của nó có màu gì? Cái mũi của nó có màu gì? Màu đen. Màu đen. Dưới cổ của con bò có một dải yếm. Con bò có một cái đuôi. Cái đuôi. Cái đuôi dùng để đuổi côn trùng. Đây là con bò cái. Đây là con bò cái. Con bò ăn cái gì? Nó ăn cỏ. Cỏ, cỏ. Đây là con chó con. Con chó con kêu thế nào? Con chó con kêu thế nào?